Ngay tên chúng tôi mến chào cả nhà. Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2023, chúng tôi đưa hai thành viên đi tham quan City Ranch xung quanh thành phố. Điểm tham quan đầu tiên chúng tôi tặng miễn phí cho khách đó chính là điểm tháp Trầm Hương Nha Trang. Rồi, đây là hướng dẫn viên chúng tôi. Rồi em ơi, giới thiệu đi em. Giới thiệu lại đi Thu ơi. Chờ tờ, bình tĩnh em. Bình tĩnh, giới thiệu lại hộ anh. Bắt đầu. Rồi giới thiệu với anh chị, đây là tháp Trầm Hương, mô hình tháp Trầm Hương cực kỳ nổi tiếng khi đến với thành phố Nha Trang mình nha. Rồi Nha Trang mình được mệnh danh là thủ phủ của yến xào Trầm Hương. Trước đây, trước cái dịp Tết Tây vừa rồi nha, trở về trước thì Trầm Hương của mình là mang một cái màu sắc nó rất là đơn điệu, màu hồng nhạt pastel với cái màu trắng thôi. Nhưng mà kiểu như là Nha Trang mình là thành phố du lịch, cho nên là chính quyền địa phương họ đã tôn tạo lại thành một cái màu xanh như thế, cho nên là giờ nó rất là đẹp luôn. Và sau khi được, và có một cái bất rất là bất ngờ, đó là sau khi mà mình tôn tạo lại một cái hình dáng màu sắc mới á, thì vào ngay dịp Tết Tây, khách du lịch, khách đặc biệt là khách đến nước ngoài, khách Tây nha, tới đây rất là nhiều, chỉ rất là nhiều luôn, đến nỗi tức là cái tần suất mà chỉ ở đây nhiều đến nỗi được lên báo ở Hollywood luôn nha. Cho nên là anh chị đến đây là nếu như đến Nha Trang, mang tiếng đến Nha Trang mà chưa một lần chụp hình check-in ở tháp Trầm Hương là coi như chưa đến Nha Trang nha. Rồi đi chụp hình đi em. Ok, cảm ơn em. Hả? Không mạnh nào, quay xong hả? Cứ thích sóng à. Rồi em thu về trông xe đi. Được rồi, để anh lo hết. Rồi. Đây xuống xem sóng, xuống ngắm sóng. Đấy, tắm ra biển buổi sáng rất chi là tốt cho sức khỏe nhá. Đây này, những người khách Tây họ sang Việt Nam họ không bao giờ nhu cầu đi đảo đi biển gì hết đâu. Họ đây này, ra đây này. Mang một tấm bạt ra, tấm chiếu ra. Họ mua sẵn cái chiếu ở chợ ấy, chú cói ấy. Ra đây trải ra nằm phơi nắng. Phơi một lúc sau họ lại bôi kem dưỡng da. Nói chung cứ tầm 11 12 giờ là họ về. Chiều họ lại ra. Đấy, thấy chưa? Sáng mai trước khi đi tôi phải tắm tháp mới được. Đấy là tùy. Đấy cái gạch Tây kìa. Đấy, thấy chưa? Cái cột cờ này cũng mới được xây lại này. Trước nó nằm ở ngay chỗ khúc quảng trường kia kìa. Ngay cái chỗ trực diện đấy. Xong nó chiếm diện tích mới lại nó không đẹp đấy. Bây giờ ta mới xây ra đây. Mới khai thác cái này xong. Mới xây dựng xong. Đấy, thấy chưa? Không mạnh thế nhỉ? À, đây này, hướng trực diện mình là hướng đông. Sóng biển thổi thẳng vào thì nó sẽ mạnh. Thế còn ở mình là tắm biển ở khu vực cái quần đảo bên kia kìa. Thì là đảo hoàn tre, nó che hết rồi. Tắm sáng là tốt hơn tắm buổi chiều. Tắm buổi chiều thì tắm từ 4 giờ trở đi. Tắm buổi sáng thì tầm 9 giờ, 9 rưỡi là nghỉ là vừa. Đúng sáng mai là dậy tắm được. Đấy. Biển Nha Trang rất đẹp, nó được trải dài là 15 cây số. Và nó có một cái hình chữ C. Sáng mai tắm nhá. Sáng mai tắm hả? Hello. Hả? Ok. Sóng đẹp quá. Sau khi tham quan cái điểm tháp Trầm Hương xong thì chúng tôi chuẩn bị di chuyển lên xe để tham quan điểm thứ hai, đó chính là Hòn Trồng. Hôm nay chúng tôi chọn phương tiện đi city tour bằng xe máy, bởi vì đi xe máy thì chúng tôi dừng đậu đỗ nó thoải mái hơn. Thứ hai là tiết kiệm chi phí cho khách. Và thứ ba là đây là một cái tour trải nghiệm rất đáng để các bạn đi. Không nhất thiết là các bạn phải đi bằng ô tô, phải đi bằng xe đạp, mà các bạn cũng có thể đi city tour bằng xe máy. Các bạn đến Nha Trang cần bất cứ loại phương tiện gì, ô tô, xe đạp, xe máy thì cứ liên hệ với tụi mình. Tụi mình sẽ cố gắng sắp xếp hỗ trợ để chuyến đi chơi của các bạn được thành công, tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Hôm nay thì trời khá là mây, khả năng là chiều rồi sẽ có mưa. Nhưng mà nếu may mắn thì kết thúc tour này thì mưa cũng được, không sao hết.
Để xin giới thiệu thêm cho các bạn là phía đối diện với tháp Trầm Hương thì bên tay phải là khu vực là quảng trường 2 tháng 4 hay người ta gọi là trung tâm hội nghị, nơi diễn ra rất nhiều hội nghị, tiệc hoặc là những cái mà ủy ban nhân dân xã, phường, huyện, tỉnh tổ chức thì sẽ tổ chức tại khu vực là trung tâm hội nghị tại khu vực quảng trường 24. Bên tay trái đó chính là cột cờ. Cột cờ này mới được xây dựng lại, chiều cao chắc tầm 15 mét, được gắn trên đó một lá cờ đỏ sao vàng, rộng 6 mét và dài 9 mét, tượng trưng cho 96 năm 54 mà dân tộc anh em. Lúc nào nó cũng luôn tung bay trước gió biển, như vẫy chào, như chào đón các bạn đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Theo lời đề nghị của hướng dẫn viên Nhật Thu thì chúng tôi đi tham quan điểm thứ hai, đó chính là nhà thờ chính tòa, nhà thờ đá, nhà thờ núi Nha Trang. Vâng, bây giờ chúng tôi đang trên đường đi. Như các bạn có thể thấy thì không khí Noel đang bao trùm khắp những con phố ở trên thành phố Nha Trang, đặc biệt là đường Lê Thánh Tôn và khúc quảng trường, tòa nhà AB, tòa nhà Vimcom Plaza và rất nhiều khách sạn to, đẹp, mới khác. Chạy trước đi để quay cho một đoạn, chạy trước đi. Hiểu chưa? Ok chưa? Đấy. Đó. Đó là hai vị khách của chúng tôi ngày hôm nay trong cái tour xe máy. Nói là vị khách thì cũng đúng, mà nói là bạn thì cũng đúng, nói là người thân người nhà thì cũng đúng. Đó. Nói chung là đi làm sao để tiết kiệm nhất là được. Tiền này để ăn nhậu thôi. Chào nào, em ơi. Chào thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Rồi, cô phải. Cô phải. Nhà thờ núi, nhà thờ chánh tòa hay là nhà thờ đá thì các bạn rất dễ tìm kiếm và quan sát. Khi mà các bạn đi trên đường và các bạn nhìn sang tay trái đường là các bạn đã thấy rồi. Ngay chỗ bùng binh này, qua khỏi đèn xanh đèn đỏ một xíu là các bạn thấy rồi. Qua khỏi bùng binh Lê Thánh Tôn, các bạn đánh mắt sang tay trái. Sự hiện diện của ngôi tòa này thì có từ rất lâu rồi. Chút xíu nữa bạn Nhật Thu sẽ kể tường tận chi tiết cái lịch sử của cái tòa thánh này. Đây, phần mình thì hỗ trợ các bạn quay và quan sát. Đó, hai bên tay trái đường này các bạn ơi. Đấy, từ xa các bạn đã nhìn thấy rồi. Rồi bây giờ chúng tôi ôm cua để vào trong.